Chào mừng bạn quay trở lại bằng Lê Sắc YouTube Channel. Vâng, và trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách ép thẻ trong phim mobile, phim vẽ Hàn Quốc. Và cũng như là mình sẽ thử ép thẻ Công Phượng cộng 5. Vâng, và để mở chức năng này thì các bạn cần đạt tới level 18. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào cầu thủ trong phần kho của mình và chúng ta chọn cái cuối cùng. Và để chúng ta phút cầu thủ, ví dụ bạn muốn ép Công Phượng 68 thì hàng phút cho Công Phượng phải từ 68 trở lên. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn những cầu thủ phù hợp trong kho để chúng ta bỏ vào. Đây, như em có thể thấy hiện tại mình đang có một thẻ Công Phượng cộng 3 và mình sẽ ép lên cộng 4 bằng các cầu thủ phút 7x. Vâng, tuy nhiên lần này mình đã ép rớt rồi. Vâng, thật là không may mắn là thẻ Công Phượng bị rớt xuống cộng 1. Nếu như thẻ lúc nãy mình thay vì mình bỏ các thẻ phút là thẻ khác mà mình bỏ luôn thẻ Công Phượng cộng 3 để ép 3 với 3 thì cho dù rớt thì nó vẫn thành Công Phượng cộng 3. Cái này thì các bạn có thể dùng để chúng ta ép các thẻ cộng 5, cộng 6. Vâng, bây giờ mình sẽ ép Công Phượng lên lại. Vâng, vừa rồi mình vừa ép lên cộng 2. Bây giờ mình tiếp tục bỏ phút để ấp lên cộng 3. Vâng, đã thành công. Đấy, thì phút các bạn cứ sử dụng những thẻ bằng OR, thẻ gốc hoặc là cao OR hơn. Ok, và các bạn có thể sử dụng các công thức mà chúng ta sẽ ép xịt trước, sau đó thì chúng ta mới ép thẻ chính sau. Ở đây mình sẽ chuyển sang mình ép thẻ của Margin. Và cái thanh chúng ta có thể thấy là cái thanh nó có 5 vạch. Thì nếu các bạn càng nhiều vạch thì xác suất mà chúng ta ép thẻ nâng cấp lên sẽ càng cao hơn. Ở đây mình sẽ có Margin chỉ số 73. Như bạn có thể thấy là chỉ có các thẻ từ chỉ số 73 trở lên mới hiện ở đây. Ok, tuy nhiên mình bây giờ mình sẽ thử mình ép tiếp Công Phượng. Tiếp theo mình sẽ bỏ hai thẻ 70 vào để đẩy cái thanh để xem lên cộng 4 không. Vâng, và như vậy là Công Phượng đã lên cộng 4 rồi. Vâng, và nếu các bạn cảm thấy là các bạn đang may mắn thì các bạn có thể ép luôn. Còn không thì chúng ta có thể thử ép cái thẻ cùi nào đó xịt vài lần đi rồi chúng ta mới sang cái thẻ chính. Đây mình sẽ qua lại thẻ Margin. Mình sẽ ép Margin lên 1 bằng cách bỏ cái thẻ cộng 1 thẻ vào thì nửa thanh thôi, để xem có lên hay không. Vâng, như vậy là Margin đã lên 1. Thẻ chỉ số càng cao thì sẽ cộng càng nhiều chỉ số của cầu thủ. Nên là các bạn nếu có điều kiện chúng ta nên sắm full team cộng 5. Vâng, lần này thì xịt rồi. Margin đã không tăng chỉ số. Và do thẻ chỉ có cộng 1 thôi nên là nó về lại cộng 1. Coi như là chỉ mất cân phút thôi. Và sau khi đã xịt Margin rồi thì mình sẽ thử mình ép thẻ Công Phượng cộng 5. Vâng, như các bạn nhớ lúc đầu thì mình đã xịt Công Phượng 3 lên 4 rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ đầy phút cho tròn 5 vạch luôn. Lần này có lên không? Vâng, lên rồi. Như vậy là Công Phượng của mình đã lên cộng 5. Vâng, các bạn có thể thấy là ép thẻ cộng 5 khá dễ trong các bạn. Và anh em có thắc mắc gì thì nhớ like và comment dưới video nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo.